Ê cô em, dạo này học hành như nào? Ui, điểm chat dạo này nó lên xuống thấp thênh lại Covid nữa anh ạ. Nên em cũng... À đấy, em vừa đi lấy học bạ về xong mà chả biết như nào nữa anh ạ. Uầy, nhìn mặt thằng anh này mà học hành khá phết nhở. Cũng thường thôi anh. Thôi này, lo gì nữa? Mày theo anh. Lên xe, học gì 12 feel so scared. Lên xe, đừng xe học bạ đúng là mày ghê. Lên xe, catch my hand if you scared. Lên xe, đừng xe học bạ đúng là mày ghê. Chung đôi tay cùng đội quân áo trắng để Covid đi rất xa, đó là cách chúng ta đã làm được. Chào tạm biệt các trường cấp 3, Nguyễn Huệ, Sơn Tây, rồi Trần Phú. Lướt qua khó khăn không có thần chủ, đi Thái Tổ hay là Vizu. All the subject become true, Hoài Đức hay là FPT. Còn gì phải lo nếu khai mi đi, như Lương Thế Vinh nên được quy củ. Bởi vì bài vở lúc nào cũng ghi đủ, Tây Hồ, Hoàn Kiểm, Chùa Văn An. Ta vượt qua hết và gian nan, Nguyễn Trãi, Ba Đình và Nguyễn Tuân. Tương lai tươi sáng so với Giang Chuẩn. Cách thật trí đức thì thăng lòng, Trương Định, Việt Đức, Trình Nhân Tông. Chẳng gì có thể cản đường ta bước tiếp trên con đường đi đến chỉ thành công. Quốc Oai, Hồng Thái, Lê Quý Đôn, đừng lo mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn. Quý Đôn, Quốc Oai, Phạm Hồng Thái, học nữa học mãi rồi ông qua môn. Đi qua Giải Phóng thì lại sang phải, Lương Thế Vinh, Đống Đa, Trần Quang Khải. Sai lầm ta không nhắc lại lần hai, vẫn cứ chắc cứ như là cầm mai. Cố gắng để được ném ra ba, thứ nhạc này vẫn cứ phát ra loa, nên không còn gì để mà cấm ngăn. Chứng trình IELTS sau trong năm ấy. Lên xe, học sinh 12 feel so scared. Lên xe, đừng xe học bạ đúng là mày ghê. Lên xe, catch my hand if you scared. Lên xe, đừng xe học bạ đúng là mày ghê. Mày cần thêm một cuộc kinh gia, tạo ra năng lượng nhờ thuốc bin gia. Anh thì thực sự sao phải chứng minh gia. Cơ sinh Phan Đình Phùng cũng phải đứng hình mang. Mang cái chất từ trong ra ngoài, mà chất thế nào được như trường ai. Mà summer vibe đến cho mọi người, đó là cái chất mà anh thường làm. Thảo quả flow nhờ chất xúc tắc, đến chuyên hóa cũng phải kinh nghiệm. Khi không cần phải dùng tay hóa chất, nhưng vẫn tạo chào đám đông phần được sinh nhiệt. Phong cách kiểu Mary Curie, mọi thứ best school very easy. Hôm nay đưa lên một tầm cao mới, đưa đi thật nhanh hơn tiki. Lên xe, anh bảo lên xe nhân chính. Thương Đình và Trần Hưng Đạo, anh bảo tất cả đều lên xe. Thách thức thêm Phùng Khắc Khoan, mình làm cây cầu Bắc ngang. Mình đưa kiến thức đi khắp mọi miền, từ Sài Gòn ra đến cả Bắc Giang. Lên xe, học sinh 12 feel so scared. Lên xe, đừng xe học bạ đúng lắm mày ghê. Lên xe, catch my hand if you scared. Lên xe, đừng xe học bạ đúng lắm mày ghê.